chúng ta sẽ cùng đến với phần song đấu tiếp theo. Không hiểu là lần này huấn luyện viên Thanh Hằng có ý đồ gì không? Tại sao mà chị ấy lại ghép hai cái nhân vật rất là giỏi, giỏi một cách xuất sắc trong đội của mình để mà cùng song đấu với nhau? Lần trước thì Vân nhớ không lầm là hai bạn này đều được cả ba huấn luyện viên chọn đúng không chị Thanh Hằng? Đó, mà bây giờ chị ấy lại ghép chung như vậy thì xem ra ca này cũng căng đây. Hãy cùng theo dõi và cổ vũ cho phần song đấu. Và chúng ta sẽ cùng chào đón hai thí sinh Trần Thị Bích Ngọc và Trương Trung Nguyên. Hôm nay là vòng 2, Ngọc và song ca cùng thí sinh Trương Trung Nguyên. Bài hát này cũng rất là vui tươi, đáng yêu lắm. Khi tập luyện á, Ngọc thích nhất là bạn Trung Nguyên á. Bạn cứ mỗi lúc diễn là bạn giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy đó. Bạn không phải giống như là một chàng trai, một cô gái, giống như là một ông cọp mà muốn dồn bà thỏ vậy đó. Ngọc rất là vui những cái kỷ niệm những cái đoạn đó. Hai chị em cũng hợp với nhau, cũng dễ thương. Chị Như Ngọc thì vui tính, hòa đồng, lại hát, rồi hai chị em nó cũng hai cái giọng nó cũng căng căng nhau nên hát cũng thấy thoải mái lắm, nó hợp tình lý. Bích Ngọc có cái giọng khỏe, nói khỏe là khỏe ở đây chứ cái gọi là nếu mà em gọi là khỏe toàn diện á, khi mà em quyết định em bắn cái câu giọng cổ lên cao á thì phải hơi cái lực cho phải dày. Mà nếu mà mình muốn lên cao mình bắn cho thật cao mà lại chồng cấn lên nữa đó thì nó lại là phải là lòi ra cái giọng của em nó rất là mỏng, không có dày được, cho nên phải xử lý lại. Cũng như Trung Nguyên cũng vậy, giống như cái đoạn mà ca trong cái tân nhạc nó có qua cái trưởng thì Trung Nguyên không có quen, chưa có quen, cho nên là phải ráng cố gắng nha. Cái tân nhạc cũng có thứ và có trưởng, thì khi mà các em từ thứ qua trưởng nó rất là khó, nhưng mà các em phải ráng cố gắng học chứ không thể dừng lại, bước lên nữa nha các em. Giữa mặt nước sông đầy
lạnh, trăng của em đầy mặt nước ngập đỏ quê. Mặt nước bình yên quyến luyến tình trăng mật, trăng ngủ say tình mật giữa sông đầy. Trời biết ai, xin hãy cùng em xuôi thuyền gác mái mượn tạm dân trăng kết lại dưới quang đò. Trăng đã lên cao theo dòng sầu ố rũ, trăng xuống sông đầy trăng chở tình thương. Mình về mình nhớ ta không, ta về ta nhớ dần trăng vui đều. Mình đi rừng núi nhớ theo, ta về bên cổ trăng theo bên cầu. Cầu từ lâu lắm, sao đò em chưa đổ bến giữa khuya sương. Em say tình trăng hay say tình lữ thơ, cho trăng buồn đổ lệ vàng sông. Mai này anh sẽ trở về điên ai, chắc núi rừng cũng say ngủ dưới. Từng kỷ niệm đò trên sông, đò chở nặng trăng đầy. Anh về biên ải trăng sẽ buồn ngủ dột, trăng nhớ anh trăng heo hút về xa. Anh nhìn trăng nơi phương trời thăm thăm đó, vắng em rồi trăng lặng mất còn đâu. Phải vượt đầm sen mới ra được tới sân khấu. Gặp em khó khăn quá hả chị? Khó ghê. Chúc mừng hai em đã hoàn thành phần thi của mình, Trương Trung Nguyên và Trần Thị Bích Ngọc. Thở phào nhẹ nhõm. Thở phào nhẹ nhõm hả chị Thanh Hằng? Tim chị nãy giờ nó ngừng đập. Không biết là các huấn luyện viên sẽ nhận xét như thế nào. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe nha. Em xin mời anh. Em xin mời anh. Mời anh. Nguyên, dạ. Em vô dùng cổ rất là tự tin và những cái nốt cao của em rất là tới ha. Cái lực của em rất là mạnh. Tại vì em còn trẻ quá mà, đúng không? Em nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 26. Đó, 26 tuổi anh nữ là cái lực quá mạnh. Em ca rất tốt, bắn lên những cái dấu sắc. Ca xề tới luôn. Xề mà còn chồng lên nữa. Chỉ có một cái điều mà anh nhắc nhở em, dạ. Nếu em làm được nữa thì em sẽ hoàn hảo. Đó là khi em xuống giọng cổ phải giữ hơi, và khi xuống phải ngọt nữa.
ha, đừng để cho cái quằn của mình bị gãy. Dạ. Rồi. Đêm dài, chữ dài nó phải nhẹ mà nó buông xuống. Dạ. Còn em là bị hụt rồi. Đêm dài, cái em xuống liền. Dạ. Có thể là chắc là vì em đã dùng hơi quá nhiều cho cái khúc trên. Hồi nữa khi em xuống thì nó không có bị chinh, nhưng mà cái người nghe cảm giác như nó bị không gồng có nó gồng không gồng. Có nó không có mềm khi mà mình xuống giọng cổ. Vậy thôi. Còn phía lòng câu rồi em ca rất là hay và giọng rất là khỏe ha. Còn Bích Ngọc cũng vậy, Bích Ngọc cũng rất là tốt. Yeah. À, phải chi mà hồi nãy mà cái chỗ mà em ca giọng cổ mà em chồng lên nữa là bữa nay em hoàn hảo luôn đó. Yeah. Chồng à, không nổi hay là tại vì xin lỗi, tại chị không cho Ngọc chồng. Tại vì khi chồng là phải đầy đủ nghị lực mới là chồng được. Vậy là này chưa đủ lực phải không? Yeah. Cho nên là chị để cho Ngọc dành cái hoàn cảnh của cái câu vô giọng cổ mà vô chồng nó phải hoàn cảnh khác. Em xin mời chị Thoại Mỹ ạ. Hai em rất là đẹp đôi, rất là sáng sân khấu, xứng đào xứng kép lắm á. À, nguyên thì anh Long đã nói rồi, em có một cái giọng ca rất là nội lực, rất là sáng. Thành ra là cố gắng giữ cái phong độ này nha. Dạ. Đừng để mất phong độ. Còn giọng ca Ngọc đã mượt mà, đã ngọt rồi. Nhưng mà chị Mỹ chỉ góp ý chút xíu là Ngọc ráng cho nó tròn chữ một chút xíu. Đừng có bị lết, đừng có... Em có hơi bị đớt mấy chữ đó. Dạ. Ráng cố gắng sửa lại một chút xíu vậy thôi. Dạ, chúc mừng hai em. Cảm ơn chị Thoại Mỹ. Còn bây giờ sẽ là những lời từ huấn luyện viên Thanh Hằng ạ. Thôi trước tiên thì em cũng xin cảm ơn anh Long, cảm ơn chị Thoại Mỹ. Hai nhận xét quá là đáng quý vô cùng. Những lời gì em muốn nói với lại thí sinh em thì cũng anh chị đã nói hết rồi. Dạ em xin cảm ơn rất nhiều. Thôi, em ngồi đi, anh không có bắt em đứng đâu. Dạ. Thì bữa nay là chị rất là hạnh diện và hạnh phúc với hai em. Khi tập thì chị rất là sợ, rất là lo, hồi hộp lắm. Tại vì nói chung là cái lực của hai em á, cái nguyên á thì có cái lực ca mạnh vô bắn câu, nhưng cái độ mềm em không có. Chị rất là lo lắm. Nhưng mà bữa nay em trong lòng câu em cũng làm tròn. Mà gãy có cái là khi xuống cái vòng cầu mà xuống vòng cổ em bị gãy đó. Còn Ngọc á thì là tốt. Bữa nay em rất rất là tốt. Chị cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn chị Thanh Hằng. Cảm ơn chị Thanh Hằng. Cảm ơn mọi người. Chúc mừng Trung Nguyên và Bích Ngọc. Dạ, cảm ơn chị.